Kinh phí và công sức thực hiện vườn rau được các hộ gia đình đồng lòng ủng hộ khi số lượng rau, củ dồi dào. Phiên chợ xanh cũng đã được mở ra vào mỗi cuối tuần tại phường nhằm quyên góp gây quỹ cho dự án. Vừa sử dụng cái nguồn thực phẩm sạch, an toàn và gắn kết với cộng đồng, lợi nhuận từ cái việc phiên chợ xanh thì chúng tôi chăm lo đến các hội viên phụ nữ, ưu tiên là phụ nữ neo đơn, rồi phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Cải xanh, rau má, mướp, bầu bí và các loại rau củ khác được trồng ở các hộ gia đình luôn xanh tốt. Những người thành phố cũng vui vẻ khi trở thành những người nông dân khi biết rằng sản phẩm của mình sẽ mang đến niềm vui cho người khác. Qua các cái buổi chợ bán rau sạch của phụ nữ thì cũng có tham gia đóng góp và ủng hộ cho phụ nữ để gây quỹ cho phụ nữ. Khi mà được góp những cái công sức, những cái sản phẩm cho chị em sử dụng hoặc là cho mọi người thân sử dụng thì cảm thấy là cũng thấy một cái niềm vui trong cuộc sống. Của tôi rất là vui tại vì được mọi người quan tâm. Đó là một cái niềm an ủi nhất của những người mà neo đơn bệnh tật như thế này. Giúp cho cô được một cái khoản chi tiêu. Cô rất là mừng. Ngoài lượng rau từ các vườn trên sân thượng, hội còn nhận thêm nguồn hàng ở các trang trại trồng rau sạch của hội viên tại quận 12 để phục vụ người dân. Nhờ vậy, nguồn kinh phí cho quỹ cũng tăng hơn, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho chị em địa phương.